Chào mừng các bạn trở lại đến với kênh nông nghiệp của Tuấn Nghiệm. Thì hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề xác định được khi mà trong vườn, trong ruộng thì mình có một cái loại triệu chứng của bệnh hại thì mình cần phải xác định nó là do nguyên nhân gì gây ra, và từ nguyên nhân đó thì mình phải sử dụng cái thuốc gì, một chất gì để mình phòng trừ, hoặc là có những lưu ý, những biện pháp khác để mình khống chế cái bệnh đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì về cái chúng ta sẽ bắt đầu từ từ nguyên nhân gây bệnh trước. Thì từ nguyên nhân mình sẽ phân tích ra thành cái triệu chứng của cái nguyên nhân đó, cái tác nhân gây bệnh đó. Thì cái trung tâm sẽ là tác nhân. Đây, chúng ta dễ sơ đồ luôn. Tác nhân gây bệnh là bệnh cây nha, là bệnh cây nha. Đó. Tác nhân gây bệnh cây nó gồm những gì? Đầu tiên là do vi khuẩn. Thứ hai là do virus. Thứ ba là do nấm. Thứ tư là các nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác này là có nhiều nhiều cái, ví dụ như tiếng trùng này, có thể là do tảo này, rêu để y gì đấy. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ cái nhóm vi khuẩn này. Thì bệnh mà do vi khuẩn gây ra thì bà con mình chú ý cái triệu chứng của nó, thường thường thì nó sẽ là cái vết bệnh á, vết bệnh nó ướt. Ướt tức là sao? Là nó có cái hiện tượng là bị nước ướt. Ví dụ như vi khuẩn nó sẽ gây ra bệnh thối nhũng bắp cải chẳng hạn, thì gây thối nhũng là cái cuống của cái bắp cải nó sẽ bị thối, và nó sinh ra cái dịch thối, thì nó mùi khó chịu. Hoặc là cái vết bệnh trên cây cam quýt chẳng hạn, thì mình lét, thì có những vết lét như thế này, thì cái vết lét này nó sẽ ướt, nó có những giọt vi khuẩn. Hay là bệnh héo xanh cây cà chua thì nó héo rũ, thì cái chỗ cái thân này nó héo rũ thì nó có những giọt vi khuẩn đó. Thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc vi khuẩn để mà trị. Nó rất nhiều bệnh do vi khuẩn gây ra nha, như bạc lá lúa, thối nhũng bắp cải, lét, héo xanh, vân vân. Thì khi mà dùng vết bệnh nó ướt như vậy á, và khi mà nó ướt xong á, là cái triệu chứng thứ hai á, là cái vết bệnh nó thường là không có sự lồi lõm trên lá, là nó không có sự lồi lõm. Nếu có sự lồi lõm thì nó là bệnh do nấm, còn nó không có sự lồi lõm mà nó bệnh phẳng, và cái lá này nó không có biến dạng, lá nó vẫn thấy như thế này, còn cái lá nó biến dạng thì nó lại là do nấm hoặc là do chất hút. Đó, và còn mình cứ nhớ là khi mà vết bệnh trên vi khuẩn thì nó có đốm ướt, chấm ướt và không lá không biến dạng. Còn cái này là héo thì nó có dịch vi khuẩn tiết ra giống như cái giọt nước ở xương á, nhưng mà nó không có thể màu vàng đục. Hay là thối luôn cái bắp cải thì nó thối từ trong ra ngoài đó. Và cái bệnh gần gũi nhất vi khuẩn là cái bệnh bạc lá lúa, là cái lá lúa vàng. À, thì cái bạc lá lúa thì cái phần mà bạc á, tức là nó biến thành màu trắng á, nó sẽ chạy dọc theo hai bên mép lá lúa, và nó chạy tới cái góc lá luôn, chạy tới cái cuống lá luôn thì nó màu trắng. Còn cái phần này màu xanh nha, phần này màu xanh
Thì cái phần màu xanh này á là nó có một phân cái đường phân biệt giữa màu xanh với màu trắng này. Cái hai cái ranh giới này nó không có cái vần màu vàng. Đó, thì đó để mình đặt lá lúa. Khi mà cái lá lúa mà nó bị sập hai bên thì một bên cũng cũng là bạc lá lúa thì nó sẽ chạy tới gốc lá lúa và nó không, tôi nhắc lại là nó phân biệt, nó không có còn tô phân cách màu vàng như đây, nhưng mà khi cũng có một cái bạc lá lúa nhưng mà nó lại bạc ở chốt lá, ví dụ cái lá lúa là này nó chỉ bạc kiểu này nè, bạc lên đây xong nữa đó, thì giữa nó vẫn xanh và nó bạc ở chỗ này, nó là bạc, thì cái bạc này là thiếu kali, bà con mình phải phân biệt là thiếu kali. Khi lúa có thiếu kali thì nó cũng bạc ở chốt lá và bạc ở chữ V đó, thì là mình không thể nào dùng thuốc vi khuẩn mình trị cái thiếu kali được, còn lưu ý cái đó. Thì cái tương tự nhà cái cây họ nhà nhà cây có múi nó cũng dễ bị nhầm lẫn. Cây có múi là cam quýt, bưởi, tắc, quất, vân vân, thì cái lá của nó khi mà bị bệnh vi khuẩn á, như lại tôi nói là nó ướt và nó làm cái lá nó bệnh phẳng. Còn khi mà nó bị bệnh sẹo á thì nó cũng có một cái chấm, nó cũng có vàng vàng nhưng mà nó lồi lên và cái lá nó biến dạng thì nó là bệnh sẹo, sẹo do nấm, thì lại mình dùng thuốc nấm đó, mình phải phân biệt nó nổi lên, nó biến dạng lá. Cái này nó hơi sâu tí nhưng mà con mình để ý, nếu không mình sẽ dùng nhầm thuốc, thậm chí mình tự biết cái này thì mình tự chọn thuốc được, còn khi đại lý hoặc là người tư vấn người ta không nắm rõ thì người ta sẽ chọn nhầm thuốc cho bà con mình. Rồi đó là dấu hiệu nhận biết của bệnh do vi khuẩn và một số bệnh phổ biến. Còn bệnh do virus thì nhận biết như thế nào? Khi bệnh do virus thì bà con mình biết cái con virus đó là nó có kích thước hiển vi rất nhỏ, và khi mà nó đã bị gây nên tác nhân, cái tác nhân là nó đã gây ra bệnh rồi thì bà con mình đừng có mong là có thể chữa được nó. Vi khuẩn thì nó sẽ chữa được nha, diệt được vi khuẩn, nhưng virus nó sẽ chui vào trong cái tế bào của cái cây. Khi mà do soi cái hiển vi thì đây, giả sử đây là tế bào thì nó nằm ở trong tế bào này đó, thì con vi khuẩn á, vi khuẩn ở tế bào này đúng không, thì vi khuẩn nó nằm ở ngoài tế bào, nó to hơn virus và nó nằm ngoài tế bào, nó không có nằm trong tế bào thì mình vẫn chữa được, mình diệt nó được, nhưng cái con virus nó nằm trong tế bào thì mình không thể nào diệt được. Khi mình diệt nó thì mình diệt luôn tế bào, nó diệt luôn tế bào thì chết cây. Cho nên khi mà bị virus thì mình phải là phòng là chính, đúng không ạ? Cái này không những có virus mà tất cả những loại bệnh trên cây trồng mình phải có chủ trương phòng là chính. Còn nếu mà không phòng được mấy cuộc phải trị thì mình phải chọn đúng thuốc, đúng triệu chứng. Thì quay trở lại con virus này dấu hiệu như thế nào, con mình để ý trên lá đi, lá thì nó sẽ quen queo, quen queo rất là khó nhăn nhúm lại, lồi lõm, những cái vành lá này nó cong queo và lá nó nhỏ lại. Xanh này, xanh này, xanh lá, nhỏ lá là khẳng định là virus. Và cái này là phân biệt lại hay bị nhầm với đối tượng nào, đó là côn trùng chích hút. Tại vì khi mà côn trùng chích hút nó cũng gây xanh lá, gây cái lá nó biến dạng, và cái nhỏ lá này có thể là nó bị thiếu dinh dưỡng, nó cũng nhỏ lá. Cho nên bà con mình chú ý là cái điểm mà xanh lá nhỏ lá này nó còn có một cái điểm nữa là nó bị khảm, nó phân biệt khảm tức là sao, khảm là khi trên cái lá này nó có những chấm màu khác màu với cái màu xanh của bình thường của lá,
ví dụ màu vàng hay chấm màu trắng chẳng hạn, thì đó gọi là khảm. Thường thường là khảm là khảm trên một số loại cây như là khảm cây khoai mì chẳng hạn, bệnh đó là do virus khảm lá khoai mì, hay là khảm lá trên cây tiêu cũng là do virus, hay là bệnh khảm lá cây đu đủ vân vân, xem lá và khảm lá đó, thì đó là phân biệt nó khác với cây cũ nhiều, nó khác với cây cũ nhiều, nó xém nhỏ lá và khảm, chúng ta khẳng định là do virus. Và virus này không phải là nó sẽ tự động nó xâm nhập vào cây được, mà nó phải do con môi giới truyền bệnh. Con môi giới truyền bệnh này bà con mình để ý là khi mà nó xuất hiện trên trên cái cánh đồng hay trên đồng ruộng hay là trên vườn á, là phải diệt nó ngay. Rồi khi mà cái con này nó biết bay mà nó mang cái mầm bệnh thì nó phát tán rất nhanh. Đó. Giống như con muỗi muỗi vàng mà mang cái mầm bệnh sốt xuất huyết như vậy, thì nó cũng phát tán người rất nhanh. Cái vùng nào mà bị sốt xuất huyết là một nhà bệnh, là có thể nhà bên cạnh cũng nguy cơ bị bệnh. Cây nó hoài mình phải diệt cái con này, con môi giới này. Ví dụ như cây cam quýt, cây cam muối thì nó lại có là vàng lá cam xanh, nhưng mà cái này là không phải là do virus mà là do vi khuẩn là gram âm, nhưng mà nó cũng tương tự cái cách phòng trừ là mình phải diệt cái con môi giới này, đó là con rầy cắn. Hoặc là bệnh tiêu điên, tiêu điên thì cái môi giới của nó là con rầy mèm, hoặc là con rầy đánh giá, hoặc là bọ xít mũi, thì nó cái con những cái con mà bay nhảy, những con mà chích thuốc thì nó cũng truyền cái con virus. Và cái cây khoai mì hiện nay rất là nóng về cái đề tài khoai mì nó bị khảm lá ở trên địa bàn Tây Ninh hoặc là Phú Yên hoặc là Bình Định vân vân. Bởi vì khi mà bị khảm như thế này vào giai đoạn sớm thì cây mì nó hầu như là năng suất rất thấp, cái làm cho nông dân là không có đã khoai mì là giá nó đã rẻ rồi mà năng suất thấp nữa thì người ta không có lời nhuận, người ta bỏ luôn cái khoai mì. Nên là hiện nay các cục bảo vệ thực vật cũng đang rất là quan tâm về cái bệnh khảm lá khoai mì. Thì khoai mì á, thì cái con virus là cái con virus này bị khảm lá này do cái con bọ phấn nó truyền, thì mình diệt cái con bọ phấn này rất là dễ. Con bọ phấn này rất nhỏ, li ti, khi mà buổi sáng sớm hay là buổi chiều tối mình cua cái lá mì thì nó sẽ bay ra đó. Thì virus xong thì tới phần nấm, đây là cái phần lớn bà con mình chú ý thêm, tại vì đa số những cái bệnh mà xảy ra trên vườn mình là nấm nấm gây ra đa số luôn á, rất là rộng, hầu như nó theo tôi thì phải 70% là do nấm gây ra. Bà con mình chú ý cái này quan trọng. Khi mà cây có biểu hiện do nấm gây ra thì nó sẽ là cháy lá, đốm lá. Đốm lá khác nha, đốm lá là sẽ gây những vết lớn, nó không có khảm, khảm là chấm chấm rồi nó xoay. Còn cái đốm lá này thì lá nó vẫn còn giữ nguyên cái hình dạng ban đầu. Còn cháy lá cũng vậy, thì cái lá này để cháy một nửa cháy đó là xác định do nấm, hạt nấm hết rễ ở trên rễ, ở dưới rễ thì nó sẽ làm thối rễ hoặc là bị thối cổ rễ. Cổ rễ là chỗ này, nó thối chỗ này hoặc là thối cái phần rễ ở dưới này. Thì thường thường thối chỗ này là Fusarium, còn nếu thối dưới này thì phi tốt hoặc là dưới dốc.
thường là tinh lá thì thường cháy này là tháng thư cholestoricum, nó có một cái vòng vàng ở đây nữa thì bà con mình thấy là nó là tháng thư, có những cái vòng đồng tâm như thế này đó. Đa số cây nào cũng bị bệnh này vàng cháy và có vòng 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 thì bà con mình cứ mua thuốc tháng thư. Và đối lúa thì có bệnh đạo ôn thì nó cũng là chấm chấm hay gọi là đốm này, đốm đạo ôn. Và cái đốm này nó thêm, nếu mà nặng thì nó thành một cái mảng dài, một cái mảng lớn lớn luôn. Mà có phân biệt bên lúa là bệnh cháy lá nó khác, cháy bì lá nó khác, bệnh đạo ôn nó khác. Đạo ôn là cái vết bệnh nó hình mắt én, bên trong là nó có màu nâu màu trắng đó, và lúc đó nó sẽ to ra, to thành nhiều nhiều cái vết bệnh. Và trên một số cái cây trái thì cái bệnh mà do nấm này nguy hiểm nhất, đó là bệnh gì nguy hiểm nhất trên cây ăn trái, cây lớn, cây gỗ, thân gỗ như cây cà riêng, cây cà muối, cây bơ, cây mít, đó là cây nứt thân xì, bệnh nứt thân xì mũ do nấm Phytophthora đây nè, nó làm vàng lá chết cây. Còn trên lá là tháng thư là gì, sầu riêng cũng vậy đó, thì tôi đã nêu sơ vào bệnh nấm. Còn tất nhiên là còn rất nhiều cái triệu chứng nữa, nhưng mà trên lá, trên thân, trên rễ nó đa số là vậy. Trên thân thì chủ yếu là bệnh nấm hồng. Thì tại sao bà con biết tại sao là gọi là nấm hồng? Tại vì khi mà nấm hồng nó xuất hiện, tôi sẽ bôi phần này. Nấm hồng thường thường nó sẽ xuất hiện, đây là cái cây đây, đây là hai cái nhánh, nhánh cây này. Thì đây là cái gọi là cái chặng ba đây, thì nấm hồng nó sẽ xuất hiện ngay cái phần này, cái phần đầu nước này. Và khi mà có nắng thì nó sẽ thành màu hồng, khi mà có nắng thì cái nấm này nó sẽ ánh lên một cái màu hồng, thì đây gọi nó là nấm hồng. Mà nó thường xuất hiện ở chỗ mà đầm nước đó, đó là nấm ở trên cây nhưng mà cũng ít. Rồi mình qua cái phần những cái nguyên nhân khác như là ký trùng, tảo rêu bị y, thì chủ yếu trên lá. Mà tảo rêu thì nó là gì ạ? Nó là tảo đỏ. Khi mà tảo đỏ xuất hiện thì chúng ta rất là dễ nhận biết đó, như cái tên gọi nó là màu đỏ thì nó có những chấm màu đỏ gạch. Và cái chấm này nó chỉ xuất hiện ở mặt trên của lá, nó không lúng qua mặt dưới, mặt dưới nó vẫn bình thường. Thì đó là tảo đỏ. Nó có những cái mình dùng cái tay mình sờ vào cái vết đốm rồi đốm răm luôn á, tảo đỏ mình đốm răm nó là một. Thì mình sờ vào thì nó có vết lợm cợm, đó là cách phân biệt để triệu chứng. Và cái này thì mình dùng gốc đồng mình phun lên thì nó sẽ trị được cái này. Và thường thường thì do là gốc đồng nó có thể ảnh hưởng đến cây, cho nên mình không có phun cái lúc mà nó ra hoa tạo quả hay từ lúc nó ra nó non được, mà lúc thích hợp nhất nó là cái lúc mà thu hoạch xong. Đó là gì ạ? Khi mà mình thu hoạch xong thì mình phun là vừa trị ra đỏ vừa rửa vườn, tiêu diệt vi khuẩn nấm luôn. Còn địa y và rêu thì nó thường bám trên cái thân cây gỗ như cây sầu riêng, nó lớn, cây bưởi nó lớn rồi thì nó có cái màu xanh đó. Thì cái rêu này cũng đơn giản thôi, mua thuốc trong rêu và quét lên hoặc là quét môi lên thì nó sẽ chết cái rêu này. Địa y thì ít thấy,
đi tìm được một số cái cây già nó mới có. Và nhắc đến là một cái đối tượng rất là nguy hiểm trong cái phần bệnh bệnh cây, đó là cái con kiến trùng. Thì tôi sẽ nói rõ cái phần kiến trùng này một chút. Đầu tiên, con kiến trùng đó là một sinh vật có kích thước nhỏ, rất nhỏ, mình tính bằng 5 mét, và nó cái hình dạng của nó giống như con giun à, giống như một con giun đất, như một con giun đất sống ở trong đất, hoặc là nó xuất hiện ở các vị trí khác của cây, nhưng mà trong đất là chủ yếu và nó gây hại nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ bàn về cái con kiến trùng ở trong đất thôi. Đây, đây là rễ cây. Thì cái rễ cây của cây mà khi nó ra cái đâm ra cái rễ mới á, cái chốt rễ mà đâm ra cái rễ non á, rễ tơ á, thì nó sẽ thu hút những con kiến trùng hay những cái trứng con kiến trùng nó nở ra và nó tấn công vào cái rễ tơ này. Cái rễ này nó lại là mời gọi con kiến trùng nha, bất cứ cái rễ của cây gì, cây cỏ hay là cây trồng, nó đều mời gọi con kiến trùng này tấn công nó. Nó sẽ tiết ra một cái chất mà nó hấp dẫn cái con kiến trùng, nó tấn công cái rễ này, và kiến trùng này là con này, thì cái đầu nó sẽ có một cái kim, nó có một cái kim đầu này to hơn đây đó. Rồi nó có một cái kim này nó sẽ chích vào cái rễ, chích vào cái rễ to này, nó lấy cái kim đó chích vào, thì nó gây ra một vết thương, nó là một cái lỗ, xong rồi nó chui vào trong cái cây luôn, nó chui vào nó đi trong cái cây. Đó là loại kiến trùng nội ký sinh. À, tôi xin nhắc là nó có ba loại kiến trùng, đó là nội ký sinh, bán nội ký sinh và ngoại ký sinh. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tìm cái tìm những cái phần nội ký sinh thôi, tại vì nó sẽ gây hại cho cái cây nhiều nhất, và nó chui vào trong này. Khi nó chui vào thì nó đẻ bằng con sinh con trên trứng để đẻ trong này, là một cục to như thế này, thì làm cái rễ nó phình ra và nó gây gọi là u sưng, mà bà con mình hay gọi là bệnh u nằm gì đấy, để đâu tiến trùng á, là do bị tiến trùng tiến nổ rễ lên. Thấy cái này thì nó là tiến trùng, và khi vì tiến trùng á, nó có những cái cục như thế này, nó chặn đứng cái dòng dinh dưỡng từ từ gốc rễ đi lên, nên là dẫn đến cái cây không hút được đủ chất dinh dưỡng và nước, thì cái cây sẽ bị héo héo vàng vàng lá đó, đó là triệu chứng khi mà mình để cái cây mà khi nó héo chiều nó cứ buồn, nó không có tươi, mà sáng nó lại tươi, rồi lá thì vàng giống như thiếu dinh dưỡng, thì cái khả năng con kiến trùng này là được sát gốc, nhổ cái đào một số rễ lên, thấy cái u sưng là khẳng định kiến trùng luôn, mình dùng các biện pháp quản lý kiến trùng. Để quản lý kiến trùng, bà con mình lại có nhiều cách tổng hợp để khống chế nó, chứ không thể diệt nó hết được. Bà con mình mà ai bảo là tiếng trùng mà diệt được 100% tiếng trùng là người đó nói xạo, bởi vì tiếng trùng nó không bao giờ chết được trong đất, nó có nó dạng trứng, dạng tự do trong đất, vân vân, không có gì hết được. Cho nên mình sẽ quản lý nó bằng cái gì? Đầu tiên đó thì mình phải xác định là con kiến trùng này nó không thích cái gì, nó thích cái gì để mình quản lý nó. Nó không thích bơ cam, nó không thích độ thoáng khí trong đất,
nó không thích cái độ ẩm cân bằng, độ ẩm cân bằng. Nó không thích gì nữa? Theo tôi thì ba cái này thôi là ok rồi này. Thì đầu tiên nó không thích pH cao thì mình làm pH, nó không thích pH cao thì làm cho pH cao lên, chứ nó không thích cái gì mình làm cho cái này nó tăng lên thì mình sẽ quản lý được nó. Ok, thì pH cao thì mình dùng acid nitrat này, dùng vôi này, dùng humic này, dùng phân hữu cơ hơi mục đã ủ này, dùng phân lân nung chảy này, đó nhiều cách. Đồ thông khí thì dùng phân hữu cơ hơi mục, phân hữu cơ đã ủ hơi mục, tóm lại là phân hữu cơ thì nó sẽ làm đồ thông khí và đồ ẩm cân bằng. Đó cân bằng thì mình phải dùng gì ạ? Cái này thật ra là quan trọng lắm này. Tại sao tinh trùng lại xuất hiện vào đầu mùa mưa hay cái cuối mùa mưa? Tại sao đầu mùa mưa cuối mùa mưa? Tại vì cái lúc đó là cái độ thời gian giao mùa. Thì cái khi lúc mà giao mùa thì tất nhiên nắng mưa nó sẽ xen kẽ thì độ ẩm nó không cân bằng thì tinh trùng nó phát triển, và lúc đó rễ nó mới ra nhiều, nó thu hút tinh trùng đấy. Cho nên cái phần cỏ dại là tôi đã nói lúc trước rồi. Tại sao là mọi người mình không nên diệt hết cỏ dại trên vườn, đó là vậy, đó là cân bằng độ ẩm, nó sẽ giảm được tinh trùng đó. Thì phần mà quản lý tinh trùng là con cũng nắm sơ được cái đó, là có những cái cách như vậy. Thì cái phần thuốc bệnh chúng tôi hôm nay đến đây là hết, cũng mong bà con mình nhấn like chia sẻ kênh để bà đóng góp những comment để ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.